Từ cuối tháng 3 đến nay, các lực lượng chức năng tại thành phố Hạ Long liên tục triển khai các đợt cao điểm dọn dẹp vệ sinh môi trường biển. Ban quản lý Vịnh Hạ Long, nhiều sở ngành các lực lượng công an, quân đội, ngư dân, thanh niên tình nguyện viên cùng tham gia. Đây cũng là thời điểm mà phao xốp bè mảng tre rác thải các loại trôi nổi nhiều trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Có những ngày, các quả phao xốp xuất hiện với mật độ dày đặc, dập dình xung quanh các tàu du lịch nguyên nhân của hiện tượng này là do trước đó các địa phương ven biển đồng loạt gia quân thực hiện di rời giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép tuy nhiên quá trình tháo rỡ lại chưa được kiểm soát chặt chẽ nên nhiều người dân tự phát cắt dây khiến các phao xốp từ ô lồng bè trôi tự do trên biển có đến hàng trăm triệu quả phao xốp, hàng nghìn mét vuông bẻ mảng vỡ hỏng trôi nổi trên diện tích rộng, dạt vào trên núi đá, cản trở tuyến luồng giao thông thủy trên khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, rác thải lấm tấm trên mặt biển làm xấu cảnh quan du lịch khiến người dân, du khách không khỏi cảm thán. tính đến ngày 23 tháng 4 đã có khoảng 7.000 mét vuông phao xốp bẻ mảng, rác thải các loại được thu gom lên bờ các hoạt động thu gom dọn dẹp môi trường trên vịnh hạ long vẫn đang được tiếp tục thực hiện khẩn trương kịp thời phục hồi diện mạo là điểm đến hấp dẫn xứng đáng với kỳ vọng của du khách trong mùa hè này